cái anh này đây, đêm tới sáng thành cọng giá nè đấy, rồi cây giả hạt rụng lá một lượt nè, lúc ra bông riết đó. Chứ còn hả, để mà nó lác đác nó rụng lâu lâu từ từ nó vàng vô nó rớt lá còn lâu mới bông. Mấy ông nào chơi giả hạt biết phải không? Đấy, phải cho nó rụng hàng loạt, gian hàng loạt. Rồi cho mày ra bông, mỗi nách chỗ cái lá là 2-3 bông. Chứ thường thường giả hạt chơi núm ở dưới 3-4 bông ở dưới đầu của người ta không, còn trên không có. Phải không? Dở. Đối với cây đơn thân thì các anh chị thấy là cái rễ nó không giống như cây đa thân, mà thân tới đâu rễ đi theo tới đó. Và khi các anh chị trồng thì trồng như thế này, bởi vì thằng này phát triển chiều cao thì hai cái lá này nam bắc, cái thân nó là đông tây. Đối với cây đơn thân thì các anh chị trồng sao cũng được, bởi vì nó không có đẻ con bên hông, phải không? Nó phát triển cái chiều lá ngọn mà, chiều cao mà. Còn nếu mà mặt trời mọc ở đó, mặt trời lặn ở đây mà các anh chị đặt cái xéo xéo vậy, thì nay mai các anh chị sẽ thấy là ở dưới thì dày nhưng mà lên trên nó vậy, cái từ từ nó dặn. Hoặc là nếu mà các anh chị đặt sai 45 độ thì cái đọt này lên nó vậy, nó cong vậy nè, nó cong về cái hướng mặt trời. Rồi làm sao? Rồi mai mốt ra bông cái nó chỉa xuống. Rồi cây đó bán ai? Cây đó ngó bông của người, bông của người ta xỉa lên của bông mình chỉa xuống đất không à? Là sao? Thấy không nè? Hoặc là cây của người ta đẹp về của mình lên nó dặn mình. Thấy không nè? Dặn bên đây đã rồi hết rồi, cái nó dặn bên kia, cái cây nó quẹo tới quẹo luôn như thế này, thì đâu có còn cây lan nữa, đúng không? Rồi cái bông thằng này á, nếu mình trồng thích kia hết trồng luôn thì cái bông thằng này cứ xỉa vô nách kia không, chứ nó có giọt lên đâu. Thì đó, bây giờ đối với cây đơn thân thì các anh chị trồng có thể là dày, dày được. Đó nè.